tìm một cái máy giặt chạy bằng cơm. Em nuôi, em xài, em gần. Chồng nhìn vào nói luôn một câu con má điên. Ghét nhất là tắm cho vợ. Hình như hôm nay em có một cái cảm giác rằng là chút xíu nữa đây là chúng ta sẽ gặp hai cặp vợ chồng. Và chắc chắn là họ sẽ làm cho sân khấu này nóng lên, bởi vì các câu chuyện hài xoay quanh cái đời sống vợ chồng của hai cặp đó. Bây giờ nếu mà để nói hoài thì không biết là họ sẽ không ra. Thôi thì bây giờ chúng ta dành một tràng pháo tay thật to, thật lớn để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào. Trước hết là phải chúc mừng cô dâu đã nè. Đúng không? Bây giờ mình được tiếp xúc rất nhiều những cô dâu đang thai nghén. Nhưng mà hôm nay là baby này là thấy có vẻ già tuổi nhất đó. Trước tiên xin hỏi là em bé là được bao tháng rồi? Dạ bé của em được 7 tháng rồi ạ. 7 tháng? Rồi bây giờ trước tiên thôi xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em là Phạm Trường Giang. Năm nay 32 tuổi còn. Còn em? Dạ em thì em tên là Trang. Năm nay... Ủa chồng? Năm nay vợ mới 30, 30 à? Thôi 29 đi. 29. Tính cho lẻ. Thế Giang là làm nghề gì? Dạ em làm kế toán á. Kế toán. Và... Còn Trang? Dạ em trước đây thì em làm nhân viên kinh doanh. Nhưng mà sau khi có duyên gặp với cả anh Giang này thì... Về làm ô sim cho em. Về làm ô sim cho em ạ. Giang và Trang này gặp nhau trong một cái trường hợp đặc biệt nào không? Dạ thực chất ra là cũng nhờ đài. Đài? Đài ta này. HTV này HTV. Đấy, tổ chức cái chương trình là Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúng em đã quen nhau. Và với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đó là một chương trình mà cũng được quay tại phim trường này. Đúng rồi. Dạ. Đúng không nè? Vâng. Thế thì cái cảm giác của Giang và Trang khi mà là khi quay trở lại với phim trường này thì hôm nay thì cảm giác như thế nào? Cũng rất là cảm ơn ekip của chương trình đã sắp xếp được, chắc là đưa được cái gạch đầu dòng của em với cả gạch đầu dòng của chồng em cộng lại để mà ra được cái gọi là hòa hợp với nhau. Là cái cảm xúc của các bạn như thế nào? Gặp nhau là có sấm sét liền không hay là không thôi. Chị đừng nói nghe nó phú phải. Sao Trang? Trang có vẻ như chung em đẹp trai thế này không thể anh nào là mà anh bảo anh đẹp trai nhưng mà thật sự là lần đầu em gặp anh là em không ấn tượng. Đúng rồi. Dạ vâng. Bạn em là không có ấn tượng. Chắc là như vậy. Vậy thì, hả? Rồi sao lại đến với nhau? Mấy anh em ở chỗ đơn vị em làm ấy thì bảo là chú cũng đến tuổi rồi. Thì là thôi đi tìm một cái máy giặt chạy bằng cơm. Thì em cũng cố gắng quyết tâm. Đấy, viết CV ngắn 3 chữ, quyết tâm lấy vợ. Quyết tâm lấy vợ. 4 chữ rồi chồng. 4 chữ rồi. Chết. Đấy. Sau 1 tháng sau là em lên quay. Anh em là mổ lợn rồi các thứ, cái tiền mổ lợn có khi phải bằng cái tiền mua máy giặt. Thằng Trang thì sao? Dạ không, giờ thì có thêm cái gối ôm để cho mình gác chân gác tay nữa chị. Tức là mỗi người mỗi lời một cái hiện vật đó ha. Một người thì máy giặt chạy bằng cơm. Dạ vâng. Một người thì có gối ôm mà không có tốn tiền đúng không? Khỏi phải đi mua. Dạ. Rồi sau cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì đến bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Khoảng độ gần 2 tháng thì tụi em kết hôn với nhau. Thời gian hẹn hò là nó kéo dài đâu được có 1 tháng thôi. Trong cái thời gian mà quen nhau thì là có khó khăn gì không? Cũng có một chút khó khăn từ bên phía gia đình. Nhà em thì mẹ em đi xem thì mẹ em bảo tuổi của hai đứa nó cũng không hợp. Rồi lấy nhau thông thuận lợi cũng sẽ có gặp khó khăn này nọ. Còn thêm nữa là anh Giang thì ở trong cùng thành phố với em. Thì mẹ em có công tác ở đài truyền hình thì lại cũng là có duyên làm sao. Thì cũng có một số anh sinh sống cũng gần ở quê của Giang thì lại cũng cùng công tác với mẹ em. Các anh sau khi mà biết là em có đang quen với anh Giang thì có nói với mẹ em một câu là: cô ơi, cô bảo con Trang nó đừng có quen thằng Giang thôi. Cứ từ từ đã có. Lý do. Mẹ em nghe xong em hái. Không có lý em... do gì đi em. Tại ngày xưa anh ấy đi học, anh ấy quậy quá. Nên là nó vẫn là ấn tượng lại trong đầu của những anh hoặc các bạn ở dưới ấy. Đã bị cái tiếng tăm như vậy thì em làm sao thuyết phục được ba mẹ của Trang để mà em làm đám cưới với Trang? Em cũng nói rằng là ai cũng có quá khứ, mỗi tuổi nó mỗi một cái khác nhau, cái nhận thức nhìn khác nhau. Thế thì bây giờ chúng con lớn rồi thì bố mẹ cho chúng con được tìm hiểu nhau rồi thì chúng con tự có chịu trách nhiệm với bản thân bởi vì chúng con lớn rồi. Chứ không phải thì mẹ vợ em gật đầu đến rục cái xong. Nhưng chị hỏi nè, hai đứa quen với nhau trong cái thời gian nó quá là ngắn ngủi đúng không? Dạ. Là khoảng được 3 tháng hả? Được 2 tháng không? Được 1 tháng chị ạ. 1 tháng với lại 1 tháng biết nhau đúng không? Thì thành ra là 2 tháng.
thì chắc là rất là thú vị khi mà lấy nhau đúng không? Khám phá từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Cái cảm giác nó là tinh khôi đúng không? Tôi cảm giác đấy là nguy hiểm chị ạ. Cái đấy gọi là đánh cược với số phận đấy chị ạ. Em vừa đi vừa dò dẫm, biết đâu trượt chân cái thì mình đau. Đấy cho nên là vấn đề đánh cược. Đúng rồi, cái đấy gọi là năm ăn năm thua, được ăn cả. Rồi thì bây giờ là 8 tháng rồi thì. Trời, em thấy cuộc sống gia đình thì trông em bây giờ cũng chững chạc ra phết. Có nghĩa là lấy nhau xong là tụi em có tin vui luôn. Dạ vâng. Cái đấy là cũng là may mắn quá gì nữa tại rồi, vì rồi bây giờ trong 8 tháng đó thì em có vỡ mộng gì về đấng ông chồng này không? Tương đối ạ, nếu mà gạch thì cũng chắc sơ sơ 1-2 trang A4 gì đấy. Trời ơi. Đâu em kể đại khái đi. Hai vợ chồng cũng đôi khi giận dỗi nhau về cái chuyện bạn nọ bạn kia của ông xã. Vì lý do là trước đó là quen nhau, ông ấy nói mọi chuyện nghe rất là nhẹ nhàng, rất là bình thường. Khi mà về với nhau rồi thì mình mới thấy có nhiều vấn đề nó nặng hơn. Nhiều bạn gái không? Các cô trước là em nuôi, em xa, em gần thì em chưa đo được. Các loại em gái nuôi. Dạ vâng. Ủa, chị mà nói các loại thế là không biết anh có giật mình không đấy? Chị không biết giật mình hay không, chị thấy tráng lấm tấm mồ hôi kìa. Thật ra thì em cũng có một số lần nhắn tin với cả bạn gái cũ. Vợ em cũng biết, đâm ra là có cái vấn đề là ghen. Nhưng mà anh hỏi nè, cái mức độ ghen của vợ em như thế nào? Vợ em thì ghen rất chi là chi thức. Gọi chồng ra ngoài quán cà phê, nói chuyện, rồi bắt đầu mổ xẻ vấn đề. Làm rõ góc cạnh xong được thì chúng ta về, còn không được thì cứ ngồi đây nói đến lúc nào được thì thôi. Mà nói cái gì? Nói cái gì? Em là không chấp nhận, em nuôi hay là như này như kia. Đấy, mà đã cắt đứt là cắt đứt hết, thà cắt một lần cho đau. Đấy, vợ em bảo thế. Nhưng bây giờ là chồng em còn các loại em gái nuôi không? Em không biết nữa. Rồi, ngoài cái chuyện em nuôi ra thì ông chồng này còn đặc xấu gì nữa không? Không thích ông xem là lúc mà ông nhậu xong rồi thì ông ấy cũng hơi nóng tính. Có nghĩa là em không thích chồng em đi nhậu. Dạ. Nhưng mà cụ thể là nóng cái gì? Về vợ mà nói một hai câu như nào đấy thì em bật lại, làm cho vợ nhiều khi buồn. Em nói thật là vợ em nhiều khi ghen là hay khóc, mà bây giờ bé có ở trong bụng mà buồn thì nó ảnh hưởng nên nhiều khi em cũng không làm chủ được, em nói nó hơi mạnh mồm một chút. Đấy. Nói sao? Mày tao. Ừ, đấy. Mày tao sao? Và mày không thương mày thì mày phải thương con nó ở trong bụng chứ, suốt ngày mày khóc thế thì sau này con nó ra làm sao? Nó buồn. Và mắt chảy xệ giữa. 7 tháng vừa qua em có khóc nhiều. Dạ không, công vụ là mình bực mình thôi. Thực ra là tủi thân rồi khó chịu thì nó hay vậy rồi. Và lúc mà chồng kêu mày như thế thì sao? Tại hai đứa thì tính cũng hơi nhí nhố một chút. Không như những cặp đôi khác thì sẽ anh em tình cảm nhiều lúc. Thì bọn em cứ hứng lên trêu nhau rồi là cũng... Bọn em gọi nhau thì nó bằng những cái từ phải nói là thật sự nguy hiểm. Đấy. Nhiều lắm. Con ô xin hoặc là con điên. Bạn ấy vợ vừa mới make up trang điểm lung linh xong, chồng nhìn vào nói luôn một câu con ma điên. Chị thấy là chồng kêu như vậy thôi, còn có khi nào rồi vợ kêu chồng như thế nào? Gọi anh là heo thôi. Bây giờ anh đang hỏi em là cái tật xấu của vợ. Ghét nhất là tắm cho vợ. Tắm cho vợ? Thật ra đợt mà mẹ em vô ấy, cụ có ở nhà hai đứa thì lúc đấy phòng tắm có một, thế là thôi bảo là mẹ ở ngoài chúng con vào tắm luôn cho nhanh. Thế là từ hôm đấy đến giờ là cứ không có em thì hắn không tắm, thế là thôi thành ô xin cho hắn từ cái lúc đấy. Đấy, đợi em nó khổ thế. Nhưng mà đúng ra thì 4-5 ngày đầu thì em cũng tắm cho nó phải nhẽ, nhưng mà về sau nó thành quen rồi. Như kiểu mình bây giờ cầm cái vòi hoa sen xịt cho con lợn nái. Đấy, khổ thế đấy chị ạ. Nhưng mà đến bây giờ thì thực chất ra có bầu rồi thì mình lại cảm giác như mình như người cha. Tắm cho con nít nó kể ra cũng sướng thì à. Cái cảm giác hai đứa con. Vâng, đấy. Chồng tắm kỹ không? Hên xui nó theo tính theo kiểu cái hôm là ông vui á thì ông sẽ tắm đó. Đúng rồi, ông tắm cẩn thận. Còn hôm nào mà ông tắm qua loa. Hôm nào ông mà đi về ông bực bực cái mặt ông xị xuống cái này, xong rồi cầm cái bông tắm. Xong rồi cái mặt rất là bất hợp tác, rất là khó chịu. Cái tâm thế nó không thoải mái là em chỉ có cầm cái vòi hoa sen thế này, kỵ như kiểu ủa đấy nghe hồi vậy chứ những lúc mà chồng em đi công tác đi vắng của em có tắm không? Dạ cũng hên là từ bữa cưới nhau đến giờ thì chồng em chưa phải đi công trường xa. Rồi, nhưng mà em phải tính đi chứ, chồng em bận đột xuất thì không lẽ giờ em ở giờ không tắm? Dạ, không, chắc là chỗ gần nhà em có mấy ông hàng xóm.
Tôi đáng yêu ấy. Vâng. Thằng xấu đâu đáng yêu mà. Vâng. Rồi gì nữa? Cứ đòi hôn em ấy. Tối ngủ em đã buồn ngủ rồi, cứ phải làm cái trách nhiệm là phải hôn cái rồi mới ngủ. Hôn xong tỉnh rồi còn đâu nữa mà ngủ. Cái kích thích não được còn đâu nữa mà ngủ được nữa. Em không thể hiểu được đấy. Bây giờ Giang mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thật ra thì vợ em chắc chẳng cần phải thay đổi gì nữa đâu ạ. Xấu đi càng mừng. Đi ra ngoài đường thì không ai thèm nhìn. Còn nhà Trang, Trang muốn Giang thay đổi điều gì? Chồng bớt nhậu đi, tại vì thực ra nhậu thì em cũng thấy về sức khỏe thì nó không tốt. Chị thấy vậy nè, thực ra tụi em hiện giờ đang quá là viên mãn, quá là hạnh phúc đi. Gặp nhau trong một cái chương trình là chương trình truyền hình thực tế đúng không? Đó, rồi là đến với nhau rất là nhanh, một thời gian chỉ có 2 tháng trời thôi. Và bây giờ là được 8 tháng mà tụi em rất là hạnh phúc trong cái cuộc hôn nhân này. Đó là một cái điều vô cùng may mắn, tại vì thường á mình không có thời gian mình tìm hiểu nhau nhiều. Như nãy tụi em tính là hên xui đó, 50-50 đó đúng không? Thì bây giờ tụi em được hết rồi còn gì đó. Xin chúc mừng hai em nha. Xin cảm ơn hai em rất nhiều. Dạ.